Dạ, thiên nhiên là nhà của chúng ta. Hôm nay những ai tàn phá thiên nhiên, biến nhà cửa, thay đổi, thôi nói hoài cũng chán quá, chả ai thay đổi đâu. Dạ, đúng rồi, nói hoài cũng chả ai nghe đâu. Người ta thích tàn phá thiên nhiên lắm, nên bởi vì người ta không có được tình yêu của các loài vật hoang dã. Em buồn quý vị quá. Đây, không khí rất là trong lành. Đây là nước biển, cây cối, rừng rậm. Mọi người đang tàn phá hết để làm cái gì? Mọi người giàu đúng không? Giàu thì hay, để đi yên cho đất đai phát triển đi, cho cây cối nó xanh tươi lên. Dạ, được không ạ? Dạ, mình giàu quá mà, mình là đại gia mà, đúng không quý vị? Mặc dù mình không có giàu nhưng mà mình có đất, mình cũng để yên cho cây cối phát triển, để cho tương lai con cái mình còn có cái không khí trong lành hít thở. Dạ. Em là hiện thân của tiên cá mà, em nói mọi người cũng không thay đổi được gì đâu. Em biết. Thấy không? Thú hoang dã đi theo em nè, thấy không? Trời ơi, em có tình yêu thiên nhiên động vật quá lớn, mọi người thấy không? Thiên nhiên động vật quanh em, nhưng mọi thứ tốt đẹp bên em đang bị tàn phá bởi vì mọi người đang đô thị hóa đó. Đô thị hóa diễn ra quá là kinh khủng quý vị ơi. Quý vị ơi, xin đừng đô thị hóa nữa.